Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh VK. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để chúng ta tải nhạc từ TikTok về. Thì chúng ta sẽ có hai cách tải. Thứ nhất là chúng ta chọn một cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích, khi chúng ta tình cờ nghe thấy nó rất là hay. Nhưng chúng ta chỉ tải bằng cách là tải bằng video. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách chúng ta tải nhạc đó. Ví dụ chúng ta dùng để edit trên phần mềm Avi Player để chúng ta làm ảnh đập theo nhạc, rồi là sóng đập theo nhạc vân vân. Rồi thì để lấy nhạc thì chúng ta làm như sau. Cách thứ nhất là chúng ta chọn vào cái mũi tên chia sẻ này. Ví dụ chúng ta lấy nhạc từ cái video này thì chúng ta sẽ cách thứ nhất là chúng ta chọn sao chép liên kết. Rồi cách thứ hai là chúng ta chọn lưu video. Từ đây mình đã tải sẵn một cái video của mình rồi đây. Thì cái video của mình chỉ để riêng tư nên mình sẽ chọn mục riêng tư. Đây, chọn mục riêng tư. Thì đây là cái video mình làm demo để cho bạn trong mình chỉ mở qua. Đây. Thì giống như mình nói thì để tải được nhạc trên cái video này khi mà chúng ta cảm thấy nó rất là hay. Chúng ta muốn sử dụng cái nhạc đó để chúng ta edit lại, chúng ta chọn vào 3 chấm này. Thì ở đây mình có định riêng tư nên không có nút chia sẻ. Thì chúng ta chọn phần lưu video. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn một cái trang web đây. Thì mình sẽ để cái link ở dưới mô tả video để cho các bạn tiện click vào để chúng ta tải nhạc hay trên TikTok về để chúng ta edit lại. Rồi. Thì có hai cách. Đấy. Sau khi các bạn click vào đường link mình cho ở dưới mô tả video thì nó sẽ xuất hiện một cái trang web như thế này. Thì chúng ta click vào ngay cái ô đây hoặc là mũi tên này cũng được, thì nó sẽ ra nhiều thứ để chúng ta lựa chọn. Ta có thể dùng tên tệp của chúng ta, rồi chúng ta cũng có thể dán cái ID như mình đã chia sẻ ở bên kia. Ta click vào đây để ta dán ID, nhưng ở đây mình sẽ không dán ID tại vì cái video của mình đã để riêng tư. Thì mình chọn cái phần đầu tiên, phần tệp ta để ở đâu thì chúng ta chọn cái mục đó để chúng ta tìm. Nhớ đây mình sẽ chọn cái video mà mình vừa tải về gần đây. Đây là cái video mà mình vừa tải về, nó chỉ có 20 giây. Bây giờ chúng ta sẽ click vào và chọn mở thì nó sẽ dẫn ta đến trang này và chúng ta sẽ rồi. Thì ở đây như bạn nhìn thấy ta có thể click vào cái ô đầu tiên hoặc click vào ô thứ hai được. Rồi thì đây mình sẽ click vào cái ô thứ hai và sẽ chọn phần đây. Ở phần dưới cùng này là phần video. Đây nó gồm có những định dạng đuôi sau đây. Thì bây giờ mình sẽ chọn phần audio. Sau khi click audio chúng ta sẽ chọn đến phần là MP3. Đây. Sau khi chọn MP3 thì chúng ta sẽ kéo xuống và chọn phần convert. Đấy, chúng ta đổi đuôi. Đây, nó đang đổi đuôi cho chúng ta từ MP4 sang MP3, từ cái video đó thành là nhạc MP3 cho chúng ta. Thì cái này là 20 giây thôi, nó sẽ loạt cho chúng ta rất là nhanh để khỏi mất thời gian của các bạn. Và đúng mình sẽ mở cho bạn xem luôn để chứng minh là nó thật sự có đổi được video thành bản nhạc MP3 hay không. Hiện tại thì thời tiết rất là nóng nên nhiều khi mình nói không được rõ thì mong các bạn thông cảm và hãy lắng nghe. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hay thì nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh để tạo động lực cho mình chia sẻ nhiều những giá trị hay hơn đến cho tất cả mọi người. Cái này nếu các bạn tải một cái video hơi dài thì nó loạt chúng ta cũng hơi lâu, nên đa số trên TikTok thì rất là ngắn thôi, từ 15 đến 30 giây, còn dài rất là ít. Rồi
Bây giờ mình sẽ chọn mở để cho các bạn nghe thử. Rồi, bước tiếp theo chúng ta chọn phần download này để chúng ta tải về. Đây, chọn tải xuống, giờ mình đặt tên luôn. Tải nhạc TikTok. Đặt tên là tải nhạc TikTok. Sau đó mình chọn tải xuống. Thì nó sẽ tải xuống đây các bạn. Đây, nó đã tải thành công. Ta chỉ việc mở lên thôi. Rồi ok, thì nếu các bạn thấy mình chia sẻ hay hữu ích thì nhớ like, share và đăng ký kênh để tạo động lực cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.